Tiếp theo đến mẫu chuyện 32, câu chuyện Thi Cơ. Ông Lâm Thơ Cư, người làng Mỹ Hội Đông, quận Chợ Mới, An Giang, gia đình khá giả, thân tộc rất rác, có danh tiếng trong vùng. Sau khi họ giáo giới đức thầy, ông chủ phế hết quyền lợi, thường tới lui tổ đình hoàng hảo để nghe pháp. Khoảng thời gian đức thầy bị người pháp dời đi Châu Đốc, Sa Đéc, Cần Thơ, Nhà Thương Chợ Quán, Bạc Liêu, Sài Gòn, ông chủ cư đều theo sát bên nhà. Đến đầu xuân năm Đất Dậu 1945, người pháp theo dõi vùng bắt những tín đồ có trách nhiệm trong đạo ở các địa phương, cho nên các vị ấy cũng như ông chủ cư đều lên ở chung với đức thầy tại văn phòng Sài Gòn. Sáng hôm nọ, mọi người đều ở tầng dưới, chỉ mình đức thầy và ông cư ở trên lầu. Trong câu chuyện vui vẻ, ông cư nói: "Rồi đây tôi sẽ biểu đức thầy cho mà coi." Đức thầy liền cười và hỏi: "Tại sao ông chủ chuyện không?" "Tôi vì nghe lời thầy mà gia đình sự nghiệp đều bỏ hết, tới chức cai tổng mới đây cũng bỏ luôn, không ra tranh cử." "Ông chủ chuyện tôi với đời cu hay đời khách gì đấy, và chuyện bởi lý do gì mới được chứ?" "Tôi chuyện thầy lên tới Ngọc Hoàng vì thầy nói đến thánh dậu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống ruộng qua, và đến năm thân dậu tay đầy sấm gia, mà tới bây giờ chưa có gì hết." Nói tới đây, bỗng có ông Hào Thủy dưới lầu đi lên. Đức thầy nhìn sang ông Thủy, vừa cười vừa nói: "Hương Hào nghĩ coi, tôi mở đạo để khuyên người ta tu hành, mà có người đòi kiện tôi đây nè." Ông Thủy lành trí thưa: "Tôi nghe thầy thường nói tu không tu cũng không mời đến, chứ thầy đâu có rủ ren hay nài ép một ai mà người ta đòi kiện. Vậy mà ai đòi kiện đức thầy đó?" Đức thầy liền nhìn qua ông chủ, vừa cười vừa nói: "Thì có ông chủ đây chứ ai." Đoạn ngài thuật lại chuyện nãy giờ cho ông Thủy nghe, rồi ngài nói qua chuyện khác. Ít hơn sao, mọi việc đang bình thường, bỗng có tiếng kèn báo động cấp đô thành Sài Gòn. Mọi người đều xuống hầm nấp, đức thầy cũng xuống theo. Ai nấy đều ngạc nhiên tự hỏi: "Mấy ngày trước kèn báo động thế nào, đức thầy cũng không xuống hầm nấp, sao hôm nay thầy lại xuống với mình?" Qua mấy phút im lặng, bỗng một tiếng trống đại bác nổ thật lớn, rồi cứ liên tiếp nổ rền rĩ khắp nơi. Mà mỗi lần tiếng nổ vừa dứt thì đức thầy kêu ông chủ cư hỏi: "Có không ông chủ?" Và hỏi luôn ba lần. Lúc ấy ông chủ cư vừa đứng sợ và vừa tủi thẹn cho lời đòi kiện đức thầy của mình hôm trước thật quá thất lễ. Ông liền giang tay đức thầy với giọng nói run run: "Thầy ơi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi thầy." Thật theo lời ông Tư Thi lời bà đọc chuyện trên, thấy có những điểm chúng ta cần lưu ý. Một, vì ý lại bà con nên trong lúc trò chuyện với đức thầy, ông chủ thốt ra những lời như thiếu e dè kính nể. Hai, vì quá chú trọng về thời cuộc, ông chủ chưa chọn niềm tin nơi đức thầy. Mối vài như ấy khiến cho lòng ông do dự, nhớ lại mình đã bỏ nhiều cơ hội tốt cho gia đình và sự nghiệp, nên mới có những lời nghe như thống trách và tiếc uổng. Đức thầy rất biết rõ tâm niệm của tín đồ, song vì thiên cơ bất khả lậu, tuy nhiên ngài hé mở đôi chút cho mọi người tự tìm hiểu, cho nên trước lời thống trách của ông chủ, ngài chỉ nói nửa đùa nửa thật vậy thôi. Ba, bởi biết trước mọi việc sắp xảy ra, nên khi kèn báo động, đức thầy liền theo mọi người xuống hầm nấp, mà từ trước tới giờ ngài chưa bao giờ xuống. Ấy là ngài biết đúng lúc cần phải giáp tỉnh đến ông chủ. Riêng về ông chủ, khi tiếng súng nổ vang và liên tiếp khiến ông khiếp sợ, nhưng lúc nghe đức thầy hỏi có không ông chủ thì ông rất ăn năn
cho lời nói và ý nghĩ của mình vừa qua. Tiếp theo đến mẫu chỉ 33, đức là đạo cả. Ông cai tổng Nguyễn Trung Chánh ở xã Bình Phước Sưng, Cù Lao Giang, quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên, An Giang. Ông là một nho học và giàu sang nhất trong vùng. Tuy theo nho giáo, nhưng ông rất sùng kính đạo Phật. Từ lâu, ông Chánh đã nghe tiếng Đức Quỳnh Giáo Chủ khai đạo độ dân tại xã Hoàng Hảo, lòng rất ngưỡng mộ, song chưa có dịp nào diện kiến. Hôm nọ khoảng tháng 6 năm Đức Dậu 1945, được tin Đức Giáo Chủ đi chuyến thăm về đến Long Xuyên, ông mừng rỡ liền chuẩn bị viết một bài thi tứ tuyệt, xem đi xem lại kỹ lưỡng rồi đến Long Xuyên chờ đón trước. Giờ may mắn đã đến, ông Chánh được nghe suốt thời thuyết giảng đạo lý của Đức Thầy, lòng không ngớt thán phục. Ông theo Đức Thầy về đến chỗ nghỉ, song vì bận giải quyết nhiều công việc giáo sự nên phải đợi đến lúc Đức Thầy dùng cơm, ông Chánh mới đưa được bài thi hỏi ngài. Mặc dầu đang dùng bữa, nhưng Đức Thầy cũng vui vẻ tiếp lấy và đưa lên xem. Xem xong, ngài lập tức đáp lại bài thơ bằng cách ứng khẩu, ngâm lên cho một tín đồ chép, rồi ngài tiếp tục dùng cơm như thường. Đây là bài thi của ông cai tổng Chánh. Dư đạo từ lâu kinh nghiệm màu, để lòng tâm đạo biết nơi đâu. Kinh nghiệm đồng nhân ấy mới mầu, đức là đạo cả chớ nơi đâu. Duyên lành sẵn có ở trên quá, bồi đắp lòng nhân theo lời ban trị sự tỉnh Long Xuyên. Phụ bài: tìm hiểu bài thi của ông Chánh qua câu 1, nhận thấy lòng ông đã sùng ngưỡng đạo Phật từ lâu, nhưng chỉ gìn giữ và giấu nhẹ trong tâm tư, chớ chưa bày tỏ cùng ai. Câu 2: tuy ông Chánh đã dốc tâm suy tìm đạo lý, nhưng chưa thấu đạt đâu là yếu lý của đạo. Câu 3: nay ông nhận nơi Đức Thầy là được từ bi giác ngộ, nên xin ngài mở lòng bác ái khai hóa cho. Câu 4: thêm một lần nữa, ông Chánh tha thiết mong cầu Đức Thầy chỉ dạy cho những lý thâm sâu trong đạo pháp. Nội dung bài thi giải đáp của Đức Thầy qua câu 1, ngài cho ông Chánh biết bước đầu của người tầm đạo là phải khởi lòng nhân đối với vạn loại chúng sanh. Lòng nhân ấy cần xuất phát từ tâm chân thật, không cần ẩn ý mong cầu tiếng khen hay phúc báo. Câu 2: ngài dạy đến thấu triệt chánh đạo cần phải tu đức, bởi đạo rất rộng lớn, bao trùm cả vũ trụ vạn hữu, nhưng không ngoài bản tâm thanh tịnh. Còn đức cũng chẳng phải ngoài tâm mà có được. Trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần tọa vị nơi thân. Sau muốn tu đức phải có lòng từ bi bình đẳng, không dị ngã tham lam, không câu chấp thiên lệch, lìa cả có không động tịnh. Đối với vạn cảnh vạn pháp, lòng như như bất động, bây giờ hành giả mới đạt được vô vi chánh đạo. Vô vi chánh đạo hỡi người ơi.
Đức Thầy nói rõ cho ông chấm biết, nhờ sẵn có duyên lành với đạo pháp từ trước, nên nay ông mới được Phật Thầy khai hóa cho. Câu 4. Ngài nhắc nhở ông chấm, nếu muốn cho sự tu hành được kết quả như ý, thì bắt nguồn từ lòng nhân ái, lo tu bồi thêm lên mãi mãi, cho cái đức là làm được luôn tươi nhuận và tăng trưởng, làm cho muôn loài vạn vật đều được bổ nhiệm ân huệ, ấy là được chứng là cái chân lý thâm quyền của đạo đức. Xuyên qua lời hỏi của ông chánh và lời đáp quả của đức